Bóng không qua lưới, một tình huống xử lý khó của Matthew Eden. Lần này thì Matthew Eden và Bopana đã không thể có game thắng trắng trước Thomas Matchak và Trương Chí Trần. Nhưng đó mới chỉ là điểm đầu tiên cho Thomas Matchak và Trương Chí Trần ở trong game trả sao bóng. Yes. 40 đều. Và đó là cú đánh hỏng. Và cuối cùng thì Bopana Eden cũng bảo toàn được game sao bóng khó khăn của mình. Tình huống xử lý bắt vô lê rất nhanh của Bopana. Game trả sao bóng này thì Bopana và Matthew Eden đã có nhiều hơn một điểm so với game trả bóng đầu tiên ở trong trận đấu. Bóng đi ra ngoài. Lại thêm một tình huống xử lý không tốt của Trương Chí Trần. Điểm dễ dành cho Trương Chí Trần và Thomas Matchak. Tỷ số được rút ngắn xuống 2-4. Rất khó cho Bopana, đó là một tình huống may mắn cho Trương Chí Trần. Bóng bật lưới và nảy ra khỏi tầm kiểm soát của Thomas Matthew Eden. 40 đều. Năm 2 nghiêng về phía Bopana Eden. Trương Chí Trần đã ngăn được chuỗi ghi điểm liên tiếp cho Bopana. Một tình huống return rất khó của Trương Chí Trần. Lộp không thành công, set 1 đã khép lại với chiến thắng 6-3 nghiêng về phía Bopana Eden. Rất dễ dàng cho Eden. Không thành công, Bopana đã nhìn ra cơ hội của mình. Nhưng cú đánh của anh lại đi xúc lưới, 40 đều. Rất đáng tiếc, Eden đã bỏ lỡ thời cơ để có thể khép lại game sao bóng khó khăn này. Cơ hội tấn công đến nhưng Thomas Matchak lại không thành công. Một đều. Điểm dễ cho Thomas Matchak.
Và lại thêm một cú giao bóng tốt nữa của tay vợt Cộng hòa Séc. Thêm một tình huống tấn công trên lưới rất nhanh và rất chính xác của Bofana. Lại tiếp tục là một tình huống bắn thẳng vào lưới vị trí đứng của Bofana. Lần này thì tay vợt Ấn Độ đã không thành công. Trả giao bóng quá hay và bây giờ là cơ hội bẻ game dành cho Thomas Bajak và Trương Chí Trần. Cú giao bóng ép trái của Eden vẫn chưa mang lại nhiều khó khăn cho Trương Chí Trần. Điểm dễ cho Trương Chí Trần. Trương Chí Trần cũng cao 1m93 và những cú giao bóng của anh cũng rất nặng. Và đó là tình huống vô lê rất nhanh của Matthew Eden. Cú thuận tay của Trương Chí Trần chỉ hơi cao hơn lưới một chút xíu thôi là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để cho Matthew Eden dứt điểm. Điểm dễ cho Bopana. Cơ hội để cho bộ đôi tay vợt số 1 thế giới trả lại game trắng cho Trương Chí Trần và Thomas Bajak. Tỷ số được rút ngắn xuống 2-4. Trương Chí Trần lại phản xạ nhanh. 5-2 nghiêng về phía Trương Chí Trần và Thomas Bajak. Và vô lê không thành công của Thomas Bajak, dù anh đã bắt được bài ý đồ đánh của Matthew Eden. Và đây là một tình huống trả giao bóng ăn điểm trực tiếp cho Thomas Bajak. Hơi vội vàng một chút. Đó là tình huống bắt lưới của Thomas Bajak. Và set đấu thuộc về Thomas Bajak và Trương Chí Trần. Rất khôn ngoan. Đó là một tình huống xử lý đầy kinh nghiệm đến từ Popana. Nhận thấy khi mà Trương Chí Trần đã di chuyển và để lộ một khoảng sân ở bên tay phải của Trương Chí Trần. Hai quay ở trong game gióng này đã giúp cho Popana và Eden giữ được game gióng. Một chút may mắn đến với Eden. Bóng chạm lưới đổi hướng và khiến cho Thomas Bajak đã không thể phán đoán được hướng đi của trái bóng. Game kết thúc, trả giao bóng không thành công. Rất tốt, Bopana xử lý trên lưới quá kinh nghiệm. Và game đấu đã dành cho Bopana và Eden, như vậy là cặp đôi số 1 thế giới đã có thể bẻ được game giao bóng của Thomas Bajak và Trương Chí Trần. Những tình huống chơi trên lưới vẫn cực kỳ ấn tượng của Bopana dù đã bước sang tuổi 43. Rất chắc tay và cực kỳ chính xác.
Bóng không đi qua lưới rồi. Trả bóng không thành công rồi. Và bây giờ tỷ số đã là 4-1 ở trong set đấu quyết định này. Tấn công rất hay của Thomas Mahak. Bóng ra ngoài. Lại thêm một tình huống nữa mà chúng ta thấy được sự nhạy cảm của Thomas Mark lợi điểm. Và game kết thúc với chiến thắng cho Mark và Trương Trí Trần. Cơ hội là vẫn còn. Rất dễ dàng để thực hiện được cú smart. Khả năng di chuyển vào tình huống vẫn rất tốt đến từ Popana. Bóng đi ra ngoài rồi. 15-30. Rất hay. Và giờ sẽ là hai cơ hội bẻ game dành cho Thomas Mahak và Trương Trí Trần. Và game đấu kết thúc với chiến thắng dành cho Mahak và Trương Trí Trần. Không qua lưới rồi. Xuất sắc. Thuận tay dọc dây rất hay của Trương Trí Trần. Và họ vừa cứu được 3 match point. Giao bóng tốt. Một cú ace. Và lợi điểm dành cho cặp đôi Trương Trí Trần và Thomas Mahak. Bóng đi ra ngoài. Một pha bắn lưới vào thẳng người của Popana. Không qua lưới. Bóng ra ngoài. Và 2-1 dành cho Trương Trí Trần và Thomas Mahak. Bóng ra ngoài. Quá hay. Lần này thì cú thuận tay dọc dày của Trương Trí Trần đã thành công rồi. Popana bắt lưới xuất sắc. 43 tuổi nhưng phản xạ của Popana vẫn vô cùng đáng nể. 7 năm. Một cú đánh không hề dễ của Trương Trí Trần. Nhưng Popana cũng đã phản xạ quá tốt. Bàn lưới rất hay của Ebden. Và bây giờ sẽ là hai cơ hội chiến thắng dành cho Popana và Ebden. Và một cú ace đã giúp Popana và Ebden góp mặt ở trận chung kết tại Australian Open 2024. Và đã chiến thắng được trước cặp đôi Thomas Mahak và Trương Trí Trần.
Một trận đấu hay,